bạn về cách sử dụng cái tab điều khiển máy chụp đáy mắt màu. Khởi động chúng ta bấm giữ vào nút nguồn, cho hiện biểu tượng của máy tính bảng lên, chúng ta nhả tay ra. Chờ cho máy khởi động một lúc. Chúng ta bấm vào đây để nhập password. Mỗi một máy sẽ có một cái ID và một cái password riêng. Để nhập cái này các bạn cần phải vào mạng trước. Để kết nối lần đầu nó sẽ phải vào mạng để kết nối. Đó, các bạn nhập vào password của mạng vào đây. Đó, đây chúng tôi đã kết nối được với mạng của công ty Nam Hưng. Các bạn đánh gõ password là 123456789. Password này các bạn có thể thay đổi, nhưng hiện tại thì chúng tôi đang đặt password mặc định của nó là từ 1 đến 9. Ok, các bạn sẽ thấy đây là giao diện chính của phần máy chụp đáy mắt. Tất cả các thông số hiện on là thế này, đã kết nối với máy chụp đáy mắt, đã kết nối với mạng để update lên kết nối đám mây, đã kết nối internet. Phần thứ hai là phần patient này. Phần patient này thì nó sẽ hiện toàn bộ list bệnh nhân mình đã chụp. Do exam là nhập tên bệnh nhân, để có hai phần, nhập tên bệnh nhân mới và nhập tên bệnh nhân có đã chụp trước đây, có trong from list. Account là điền thông tin của bệnh viện. Setting là phần cài đặt. Thông thường phần cài đặt này chúng tôi đã cài đặt sẵn, vì thế khi sử dụng các bạn không phải cài đặt gì cả. Nếu cần gì thay đổi thì liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần trực tiếp nhập tên bệnh nhân. Nếu nhập tên bệnh nhân mới, chúng ta sẽ vào Do Exchange để nhập tên bệnh nhân. Đó. Nếu bệnh nhân mới, chúng ta sẽ vào New, Enter New Patient. Quick là nhập tên bệnh nhân nhanh, Full là nhập đầy đủ. Thông thường chúng ta sẽ nhập đầy đủ. Bệnh nhân, chúng ta nhập ngày tháng sinh của bệnh nhân, ví dụ bệnh nhân 1986, bệnh nhân nam. Chúng ta là ở ASEAN, chúng ta sẽ tích vào phần ASEAN. Nhập tên bệnh nhân Ninh, Trần Mạnh Ninh. CT, các bạn chú ý là những cái phần đánh dấu sao là các bạn đều phải nhập hết. Hà Nội. Ok, các bạn kéo xuống. Nó những phần này các bạn điền cũng được và không điền cũng được. Chúng ta bấm click. Yes. Đó. Đã xong phần nhập tên, chúng ta sẽ tích vào những cái, chúng ta sẽ nhìn thấy đây có mắt trái và mắt phải tương đương với hai bên. Đây là các cái chức năng chụp của máy chụp đáy mắt màu Nexi. Thứ nhất là các bạn có thể chụp trung tâm, các bạn tích vào vị trí nào thì nó sẽ hiện lên biểu thị các bạn sẽ chụp ở đấy hoặc chụp ở các cái vùng khác nhau. Đó. Các bạn chú ý là nếu các bạn không tra giãn thì các bạn chỉ nên chụp ở chế độ center, là chế độ trung tâm. Còn nếu các bạn
đã tra giãn cho bệnh nhân thì các bạn có thể chụp tất cả các hướng. Sau đấy các bạn có thể thực hiện cái động tác ghép ảnh. Thì khi chụp xong tất cả các ảnh chụp này, nó sẽ ghép lại thành một cái ảnh lớn về toàn bộ hình thể của phía bên trong con mắt, từ vùng chu biên cho đến vùng trung tâm ở những các hướng khác nhau. Có thể lựa chọn cả hai mắt để chụp. Đó. Khi chúng ta lựa chọn xong, chúng ta bấm Start. Máy sẽ bắt đầu tự động chụp. Máy sẽ tự động chụp hoàn toàn. Đó, vậy là chúng ta đã chụp xong một mắt phải. Nếu như các bạn chụp cái ảnh này đẹp rồi thì chúng ta sẽ bấm accept. Còn nếu muốn chụp lại, các bạn bấm vào đây. Đấy, ảnh này đẹp rồi, tôi sẽ chọn accept. Nếu chụp xong một mắt rồi, muốn chụp tiếp mắt kia, chúng ta ấn OK. Đây. OK. Accept. Sau khi chụp xong, thì máy sẽ hiện thị như vậy. Chúng ta muốn chọn để in ảnh, chúng ta sẽ vào Action, vào Print, hoặc là muốn ghép ảnh, chúng ta vào Mosaic. Đấy là khi là đây là các bạn đã chụp rất nhiều ảnh ở đây. Thì sẽ vào đây, nó sẽ vào đây để ghép ảnh. Nhưng đây tôi chỉ có hai ảnh, vì thế là tôi không ghép được. Ngoài ra chúng ta có thể đánh giá đĩa thị bằng CD. Đây là chế độ mà dùng tay, chúng ta tích vào đích kéo để đo đánh giá độ lõm gai, xếp lại. OK, cắp kéo nó sang. Đó. Xếp lại. OK, nó sẽ đánh giá đĩa thị cho bạn và hiển thị thông số ở đây. Chúng ta muốn in, chúng ta sẽ vào print để in. Ở đây có rất nhiều cái phin lọc. Đó, chúng ta cần tích. Đó, ví dụ như là ta muốn lọc. Đó, các phim lọc. Đây, thần kinh. Thần kinh địa thị. Đây. Đó. Chúng ta muốn in này, chúng ta sẽ vào print. Chúng ta có thể thay đổi thông tin hoặc nhập thêm thông tin. Chọn ảnh, bấm giữ.
khi cái ảnh nó đã nhấc lên khỏi, chúng ta thả, bấm giữ, thả. Bạn thấy đó, đây là ảnh chúng ta, cái này chúng ta sẽ in qua wifi, vì thế trước khi in qua wifi chúng ta sẽ phải đăng nhập vào phần máy in, vào đây chọn máy in, chọn máy in xong chúng ta sẽ bấm print. Đây hiện tại là máy mới, tôi chưa cài máy in nên sẽ tôi xuất nó ra PDF. Khi in chúng ta sẽ không cần những cái này, chúng ta sẽ ẩn nó đi. Đó. Đó, chúng ta sẽ chỉ in hai phần. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách đăng nhập ở trên máy vi tính để các bạn có thể ở bất cứ đâu mà có kết nối mạng đều có thể kết nối với máy chụp đáy mắt màu Nexai để kiểm tra bệnh nhân cũng như lấy ảnh, kiểm tra cái ảnh của bệnh nhân cũng như lấy ảnh ra. Chúng ta sẽ vào web để đăng nhập. Ok, chúng ta sẽ đăng nhập username vào đây. Thì cái username và password chính là cái phần mà bạn đăng nhập trên máy tính bảng. Đó, các bạn sẽ nhập cái phần user của máy tính bảng và password vào đấy. Yêu cầu đòi hỏi là Nexai phần máy chụp đáy mắt là phải có kết nối mạng, và máy vi tính cũng có kết nối mạng, là chúng ta có thể vào được ở bất kể vị trí nào, ở đâu, bất kể ở đâu, bác sĩ có thể kiểm tra tim bệnh nhân và chẩn đoán. Đó, chúng ta đã vào bên trong. Đó, ví dụ như lúc nãy tôi vừa chụp và bệnh nhân là Trần Mạnh Ninh thì ảnh đã xuất hiện lên đây. Chúng ta tích vào phần ảnh để xem. Chúng ta cũng thể copy ảnh từ đây ra để in, cũng như để chuyển ảnh, gửi ảnh đi hội chẩn. Đó, đây là ảnh tôi vừa chụp. Đó, nó cũng sẽ đã hiện ở đây. Ở đây chúng ta có thể lọc trực tiếp. Đó, nó cũng có các chế độ lọc như ở trên máy vi tính. Update. Đó. Chúng ta sẽ có tất cả các chế độ lọc đều nằm ở đây. Reset. Chúng ta có thể download ảnh này về. Lưu hình ảnh. Đó. Xem ảnh to hơn. Đó.
và danh sách bệnh nhân. Tất cả những bệnh nhân đã được chụp sẽ hiển thị ở trên này. Các bạn có thể chọn lựa ảnh của bệnh nhân để các bạn xem và đánh giá.